Sở Tố Gỗ hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác hai tác phẩm dì lặc được chế tác từ chất liệu là gỗ nu hương Việt. Và hai tác phẩm này thì là hai mẫu tượng để cho các bác rất là dễ để. Các bác có thể để ở trên bàn làm việc, bàn uống nước hay là các cái kệ tivi nhà các bác. Vì đây là hai mẫu dì lặc, kích thước của nó rất là cân đối để cho các bác có thể lựa chọn. Và tác phẩm ở bên phía tay phải của em, đó chính là tác phẩm dì lặc Ngũ Phúc ngồi trên bao tiền chất liệu gỗ nu hương. Tác phẩm có mã là TPDL113, có kích thước là cao 56, ngang 36 và số 34 và còn nặng 19kg hàng liền khối. Và tác phẩm này thì có giá bán bên em là 15 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc cho tác phẩm này. Và hiện tại thì tác phẩm này có đang để lên trên một cái kỷ gỗ hương ta. Cái kỷ này làm rất là đẹp luôn các bác nhé. Sẽ tôn cho tác phẩm này lại cao lên tầm 20cm nữa. Và rất là tuyệt vời với phần đu cám quanh bao tiền luôn. Và đây là phần đu mắt đỏ, rất là đẹp các bác nhé. Phần đu rất là tuyệt vời, đu kín luôn đấy ạ. Và dì lặc Ngũ Phúc đục theo cái thế này rất là tuyệt vời. Hàng đặc gỗ làm tứ diện các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy là các tiểu đồng mặt tròn trĩnh tươi xinh đang đùa vui xung quanh Phật Di Lặc. Phật Di Lặc thì ngồi trên bao tiền, một tay thì kéo bao tiền và một tay thì còn nâng gậy như ý, sẽ giúp cho gia chủ vạn sự như ý và thành công, đạt được rất là nhiều những cái công việc và vấn đề tài chính sẽ trở nên thăng hoa hơn. Và đây là cái kỷ ở dưới đây các bác này, và kỷ được làm rất là tuyệt vời, hàng hương ta các bác nhé. Rất là đẹp luôn ạ, chạm khắc rất là tinh tế. Và mẫu này thì có giá là 15 triệu đồng. Với phần đu hương rất là đẹp đúng không ạ? Và phía bên tay trái của em, đó chính là tác phẩm Di Lặc ạ. Di Lặc Tam Tiểu đứng trên bao tiền, chất liệu là gỗ nu hương. Di Lặc này thì đứng trên một cái bao tiền và phần bao tiền này thì bán 7 đu luôn các bác nhé. Đu ở xung quanh phần bao tiền luôn ạ. Có mã là TPDL157, có kích thước là cao 62, ngang 45 và sâu là 39. Và tác phẩm này thì còn có cân nặng là 29,6kg và có giá bán bên em là 28 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc. Nếu như các bác là một người đam mê sành chơi đồ gỗ thì các bác cũng có thể biết được chất liệu gỗ nu hương hiện nay đang là một trong những cái chất liệu gỗ rất là quý hiếm và giá trị. Nó ngang hàng với cả gỗ trắc đỏ đen đấy, và có khi giá thành còn cao hơn rất là nhiều. Đối với những khúc gỗ nu đẹp như thế này, khi phay ra phần đu bám cân đối chứ không phải là lốm đốm chỗ nọ chỗ kia đâu ạ. Chính vì thế mà một cái chóp đu như thế này rất là đẹp để làm ra được những cái tác phẩm tượng rất là giá trị và đẳng cấp như thế này các bác nhé. Và gỗ nu hương thì không phải là cây nào cũng có, và để hình thành đu này thì mất rất là nhiều thời gian, có khi là hàng chục, hàng trăm năm thì mới sinh ra được một trong những gốc mà có bám đu thôi. Và phần đu này các bác có thể nhìn thấy là đây là khi phay ra rồi. Phay ra rồi thì nó sẽ như thế này, còn để nguyên bản thì nó sẽ là những cái cục u sụn, những cái cục u sụn to, sần sùi và gai góc các bác nhé. Và để hình thành đu như thế này thì phải mất rất là nhiều thời gian. Và những cái vết đu như thế này là những cái phần thương tật của gỗ, ví dụ như là chặt chém, sét đánh hay là bị mối mọt, thì những cái chất dinh dưỡng ở những cái bộ phận khác nó dồn vào đây để chữa lành vết thương, và sau đó thì sẽ hình thành đu. Và gỗ đu hiện tại thì đang rất là quý hiếm, giá trị và đắt đỏ. Vì trăm cây ở trong rừng thì người ta phát hiện là cả trăm cây thì mới có được 1 đến 2 cây là cho ra đu. Và không phải là đu lúc nào nó cũng nhiều đâu ạ. Chính vì thế mà gỗ đu đang rất là quý và giá thành của nó thì rất là cao. Và tác phẩm này thì có giá bán bên em là 28 triệu đồng và miễn phí ship toàn quốc. Các bác có thể nhìn thấy là nét đục của tác phẩm này rất là tuyệt vời. Hàng PU bóng bờ, nước sơn thì rất là cao cấp để cho cả nhà có thể lựa chọn. Ở dưới này thì có một chú rơi tài lộc đang ngậm đồng tiền và bám vào chum tiền. Ở bên này thì có một chú thiềm thừ đang kéo một cái dây tiền, kéo một cái dây chữ vạn và ôm vào bao tiền các bác nhé. Một tác phẩm rất là đẹp đúng không ạ? Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến hai tác phẩm này, các bác có thể liên lạc qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng em 035 5678 885, hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tự gỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.